Ngược lại, còn một số ít khoảng hơn 20 người ngoan cố tìm cách xuyên tạc che giấu. Mà Cộng sản cho là không thể giáo dục được, thì bị chúng cho đi vào ấp để những người này có điều kiện luyện tiếp âm binh cho thành cao thủ. Riêng phân trại E này có 6 người. Mấy năm trước chết mất 2, bây giờ còn 4 người là Quách Cẩm 72 tuổi ở toán 4, Quách Mơi 56 tuổi ở toán xẻ, Lồ Phá Chỉ 70 tuổi ở toán 5 tức là toán sao, Đèo Xín Kha 58 tuổi ở toán 6 nông nghiệp. Theo anh Bách, trước đây đôi khi anh em trong trại thường hay hỏi đùa các cụ: sao các cụ không sai âm binh nó rỡ hàng rào trại hoặc bóp cổ hết lũ giám thị để chúng mình về với vợ con? Thì các cụ chỉ móm mém cười buồn mà không trả lời. Hiện nay, có thể vì gần cuối đời rồi mà còn bị búa đời phan cho túi bụi, kết hợp với những tủi nhục đắng cay của cảnh tù đầy, đã làm cho cụ nào cũng đờ đẫn lù khù. Riêng Quách Mơi còn tương đối minh mẫn. Họ Quách đối với dân tộc Mường là một trong bốn họ danh giá thế phiệt nhất. Quách Mơi nổi tiếng trong trại là người duy nhất thích ăn thạch sùng, tức là mối sống. Nếu ai bắt được con mối còn sống, có thể đổi được ít thuốc lào với Quách Mơi. Nhiều người khi bắt được con mối cũng muốn nướng ăn, nhưng lại muốn cho Quách Mơi để được nhìn cách Quách Mơi nuốt con mối. Anh Bách nói, Quách Mơi không phải là nuốt mối, mà ông ta đặt con mối chui đầu vào miệng, rồi bóp mạnh cái đuôi con mối, tự con mối chạy chui xuống dạ dày của ông ta. Nghe anh Bách nói tới đây, tôi nôn nóng hỏi ngay: thế có biết Quách Mơi nuốt thạch sùng sống để làm gì không? Hay chỉ vì thiếu chất protein? Một lúc lâu mới nghe anh Bách trả lời: cũng đã có rất nhiều anh em hỏi, nhưng chưa bao giờ Quách Mơi nói rõ lý do. Vì vậy có người đoán, có lẽ là âm binh hay là ma chành, ma só trong bụng của Quách Mơi cần ăn thạch sùng sống, hay là Quách Mơi đang luyện một món bí kíp mới, ai mà biết được. Đến đây, cũng chưa phải là câu chuyện anh Bách kể làm cho tôi thích thú nên ghi mãi trong lòng. Cái chuyện làm tôi thích thú chỉ vì con mối, tức con thạch sùng của Quách Mơi, là có liên quan đến một câu chuyện buồn cười trong đoạn đời thơ ấu của tôi. Ngày xưa xa lắm, cứ nói ngày xưa cho nó có vẻ chuyện cổ tích. Khi ấy tôi độ 5-6 tuổi, nhà bố mẹ tôi thì ở dưới phố huyện, còn nhà bà nội tôi thì ở mãi trên nhà quê xa lắm, cách nhà bố mẹ tôi đến 6-7 cây số. Chả biết ông nội tôi chết từ khi nào, tôi chỉ thấy một mình bà tôi sống ở một căn nhà 3 gian, chung quanh có vườn trồng nhiều cây cối. Cái làng của bà nội tôi thật là quê, hầu hết dân làng đi chân đất, đàn bà mặc giấy mà sau này người ta gọi đùa là quần một ống. Ngay bà tôi cũng chỉ có một đôi guốc đẽo bằng gốc một cây tre già, nó cong cong và cao lên khênh, bà tôi chỉ dùng để rửa chân trước khi đi ngủ. Có lẽ bà tôi ở một mình buồn, nên ngay từ khi tôi được 3-4 tuổi, bà tôi đã bắt tôi về ở với bà. Bà tôi chiều tôi hết ý, nên có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này, trong đó có một câu chuyện liên quan đến con thạch sùng. Như tôi đã nói, tôi khoảng 5-6 tuổi, tuy suốt ngày mặc áo nhưng vẫn cởi truồng. Tôi chỉ có 2 cái quần, một cái quần đùi và một cái quần dài. Tôi chỉ được mặc khi theo bà xuống dưới nhà bố mẹ tôi hoặc vào những ngày giỗ Tết. Chính vì tôi cứ ở truồng như vậy nên la cà, chơi bời thế nào không biết. Cứ lâu lâu chim lại bị sao đó, nó sưng, nó ngứa ghê lắm. Càng gãi càng xoa, nó lại càng sưng to, đỏ mọng lên. Mỗi lần tôi bị như vậy, bà tôi thường bảo: mày, nó cắn rồi. Đến đầu óc của tôi thời gian ấy, tôi tưởng tượng ra con ma mò nó ghê gớm lắm. Đêm đêm nó thò những cái vòi đỏ chót quấn chặt rồi cắn tôi. Tôi chỉ biết khóc năn nỉ bà tôi chữa cho. Thế rồi bà tôi chuẩn bị chữa cho tôi. Cái khâu đầu tiên là bà tôi phải tìm rình bắt cho được một con thạch sùng. Có khi bà tôi không tìm ra hay không bắt được, bà tôi phải sang nhà một ông trùm họ công giáo tên là Việt ở xóm bên cạnh nhờ bắt giùm. Khi có con mối rồi, bà tôi vào buồng lấy một cái lọ sành vẫn đựng chừng 2 ký đậu đen để dành cho ngày Tết nấu xôi hay chè.
Bà tôi đổ đậu ra một cái thúng con, lấy cái lọ không, rồi bỏ con mối vào trong. Theo bà tôi giải thích, chữa bệnh ma mò này chỉ được chữa vào buổi tối mới linh nghiệm. Chờ cho trời tối hẳn, khi gà đã lên chuồng, bà tôi đã chuẩn bị sẵn trong lò bếp một đống tro than rạ còn nóng hổi. Bà tôi lấy một đôi đũa cả, đút phía đầu nhọn của đôi đũa và đống tro than nóng. Xong rồi, bà bắt tôi ngồi xổm vừa chìm ra. Một tay, bà tôi cầm cái lọ có con thật sùng ở bên trong. Một tay, bà tôi dùng đôi đũa cả đã dúi dùi trong tro nóng. Nhanh nhẹn, bà tôi cứ gấp vuốt vào chim tôi từ trong ra ngoài, rồi bỏ vào cái lọ. Mỗi lần bà tôi gấp bỏ lọ, miệng bà tôi lại lẩm bẩm: gấp bóng bỏ lọ này. Tôi chỉ thấy nóng rát. Nhưng rất kỳ lạ, chỉ bỏ lọ chừng vài chục lần là đỡ ngứa hẳn đi. Nghỉ khoảng một giờ sau, lại gấp bỏ lọ một đợt nữa là khỏi. Khi xong việc, thường thường trời đã tối mịt, bà tôi còn phải ôm cái lọ lần mò ra tận ngoài cổng để đổ ma mò đi. Theo bà tôi, con thạch sùng nó thích ăn ma mò lắm. Sau này tôi lớn lên, đôi khi nhớ đến việc gấp bóng bỏ lọ này, tôi thầm nghĩ đây là một sự mê tín rất kỳ khôi. Có thể là do những con mò gà, tức là một loại rận mát của gà, do tôi lê la nghịch ngợm chơi bời. Chim thì da non, lũ mát gà này chui vào cắn. Bà tôi dùng đũa cả nóng vuốt, các chú mát nhúm người lại rời ra, hay bị chết nóng nên tôi đã khỏi, chứ chả phải con thạch sùng thích ăn ma mò. Đây mới là đoạn tôi thích thú và nhớ mãi những ngày kỷ lục này với anh Bách. Tôi cứ tưởng câu chuyện ma mò chỉ có riêng tôi bị, và cũng chỉ ở riêng vùng quê tôi mới có mà thôi. Không ngờ anh Bách sau khi nghe tôi kể lại cũng nói, khi anh còn nhỏ ở vùng Bắc Ninh, quê anh cũng bị ma mò và cũng chữa tương tự như vậy. Chỉ có hơi khác, anh Bách là do mẹ anh ta chữa, và bà gấp lại bỏ vào một cái túi vải cũng có con thạch sùng bên trong, và cũng phải đưa ra ngoài ngõ đổ. Tôi và anh Bách thật không ngờ có một câu chuyện cứ tưởng chỉ riêng mình có, hóa ra là giống nhau. Tuy chân đang đau buốt rã rời và bụng đói cào cấu, thế mà anh Bách và tôi đã có thể cùng cười thành tiếng được khi cùng tưởng tượng lại cái cảnh bị gấp bóng bỏ lọ và bỏ túi ngày ấy. Một điều thật bất ngờ đối với tôi, khoảng 1 giờ trưa ngày thứ năm kể từ ngày tôi phải vào nhà kỷ luật, đột nhiên cửa nhà kỷ luật loạch xoạch chiếc khóa rồi mở toang. Bây giờ chưa phải là giờ cơm, kẻng xuất trại 1 giờ vừa xong. Bởi vậy tôi vội chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái bất ngờ có thể đến với mình. Thoáng bóng tên Cẩn trực trại và tên Thái y tá. Tên Cẩn mặt rất lạnh lùng, tiến đến trước cái cùm chân của tôi. Y ưỡn người, đứng nghiêm, nói nhát gượng: lệnh của ban giám thị, tôi tuyên bố tha cù may. Tên Thái phụ tôi nhấc cái nửa cùm phía trên để tôi rút chân ra. Mới chỉ là ngày thứ ba mà tôi đã đứng lên không được. Thái đã đỡ tôi ra hè ngồi đến 5 phút để xoa nắng bắp chân và đôi bàn chân. Tôi mới cố gượng đứng lên được. Trong khi tên Cẩn đang khóa cửa nhà kỷ luật, tôi vịn tay tên Thái quay lại phía trong nói to: tạm biệt anh Bách, giữ gìn sức khỏe nha. Tên Cẩn đưa mắt lườm tôi, nhưng tôi lờ đi. Tôi đường hoàng vì nội quy của trại không có điều khoản nào cấm hai người trao đổi tình người những lúc này. Chính vì thái độ mạnh dạn, không sợ tên Cẩn của tôi, nên tên Thái cũng tỏ vẻ muốn làm thân với tôi. Cụ thể, khi y dẫn tôi đến trước nhà số 3, tên Cẩn đang đi phía trước, tên Thái ghé vào tay tôi thì thào: à, ông Cẩn đó, ông định cùm anh lâu, nhưng Hoàng Thanh đã ra lệnh thả anh đó. Về đến buồng, tôi vẫn nghĩ mãi, tại sao tên Thái lại có thể biết được tình tiết như vậy? Còn Hoàng Thanh, dù tôi mới chỉ gặp y một lần, nhưng tôi cũng đã hiểu y không phải là loại người thấp kém. Với con mắt tinh tế của y, tôi tin rằng y đã nhìn được tôi không phải là loại người mua bằng uy quyền và lợi lộc. Nếu mục đích y dùng ân huệ thả cụm này để mua tôi, thì y đã có cái tài làm cho tôi nhìn sai lệch về y. Vậy y tha cùng tôi nằm trên ý đồ nào? Thời gian sẽ cho phép tôi hiểu rõ.
Việc tôi được tha cùng sớm như vậy cũng làm cho anh em trong trại bàn tán không ít. Tên Trật Tự Tân và tên Thái Y Tá thấy rằng sơn của chúng không thể ăn được mặt tôi, nên chúng cũng không làm gì quá đáng để tôi phải khó xử cả. Cụ thể mấy lần, khi Toán Hai về cổng trại, Tinh Tân khám nắng từng người, lục soát những đồ nội quy cấm không được mang vào trại. 3-4 cái đốm nứa dắt trong người, y cũng lôi ra. Bởi vì theo quy định, mỗi phạm nhân, mỗi ngày chỉ được đưa vào trại một cái đốm để hút thuốc lào đêm mà thôi. Nhưng khi y khám đến tôi, cả một bó đốm gần 10 cái tôi dắt trong lưng áo. Y sờ thấy, y chỉ nhìn tôi một cái, như ý nói, tôi thấy rồi, mà không lấy bó đốm ra. Như vậy, tôi cũng phải biết điều không nên căng quá với y nữa. Do tôi được thả cùm sớm, một số anh em chưa hoặc ít tiếp xúc với tôi, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt nghi ngờ. Ngược lại, những người mà tôi đã qua lại tiếp xúc nhiều, đã hiểu tôi, họ lại càng quý mến tôi hơn, như Lê Sơn, Quý Cục, Dân Thú, nhóm Nam Quốc Hải, Bác Lẫm, vân vân. Mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Thầy Pháp và Âm Binh. Một việc đã làm tôi rất xúc động, tôi rất ngại ngần, giằng co, không muốn viết ra, nhưng suốt đời không thể quên được. Một buổi trưa hơn một tuần lễ sau khi tôi được tha cục, lầu Phá Tra và lầu Cao Chính, hai anh là người dân tộc, có thể họ đã theo dõi để ý tôi từ trước mà tôi không biết. Họ kéo tay tôi, ra hiệu đi theo họ về phía sau của ngôi nhà số 3. Chỗ này có một bụi nứa che một góc khuất tương đối kín đáo với mọi hướng. Hai anh chẳng nói năng gì, vẻ mặt đầy xúc động, thành khẩn. Mỗi anh cầm một tay của tôi, cùng cúi xuống hôn, rồi đặt tay tôi lên đầu của họ. Lầu Phá Tra nói chưa sỏi tiếng Kinh. Anh Bình à, chúng tôi thích anh lắm. Sau này anh ở đâu, lúc nào anh gọi, chúng tôi sẽ đi theo anh suốt đời. Thật bất ngờ, nên tôi bàng hoàng xúc động, không nói nên lời. Tôi đâu được xứng đáng để họ đặt lòng tin yêu như vậy. Dù vậy, tôi cũng thân thiết cầm bàn tay họ và nhìn họ với màu mắt của những người cùng đi một hướng. Tôi hiểu lòng họ thực chất phát, đầy ấp thủy chung. Nhưng để phòng hờ, tôi vẫn dặn họ không được nói sự việc này với những người khác. Những ngày tới, tôi sẽ nói chuyện tiếp với họ. Khi về buồn cũng như đêm hôm ấy, tôi vẫn suy nghĩ về họ nhiều. Những người này tôi chưa hề chuyện trò hay quan hệ nhiều với họ. Họ chỉ nhìn tôi qua con người và những hành động sinh hoạt hàng ngày mà họ tin tôi như vậy. Tiền bạc uy quyền có thể mua được tình nghĩa này đâu. Tuy sau đó tôi còn nhiều vấn đề với các anh, nhưng việc này của các anh đã làm lòng tôi khắc khoải mãi không thôi. Những nỗi niềm dơi đầy tràn ứa bao nét khổ lòng. Trưa hôm qua lại có điều kiện nói chuyện lâu với Vân ở hội trường. Vân tỏ ra rất tán đồng việc tôi đánh Tinh Tân. Theo Vân, nó sẽ bớt hóng hách áp bức những người tù kém tài yếu thế. Vân cho tôi xem hơn 10 tấm ảnh gia đình của bà chị tên là Phan Thị Hồng Ngọc hay Diễm Ngọc ở Pháp gửi cho. Nhìn những tấm hình, dù chỉ là một góc cạnh của một gia đình, nhưng cũng ánh lên những cảnh đời tưng bừng, tươi sáng, đầy sắc hương của tự do và tình người. Qua những tấm hình này, tôi đã là người xưa của phương trời tự do bên ấy, mà vẫn còn thấy mang mát bâng khuâng, thì hỏi rằng, những người mà suốt đời chưa hề nhìn thấy một chiếc ô tô, chưa nhìn thấy một chiếc cravat, họ sẽ suy nghĩ thế nào? Bởi thế, ngay khi Vân được nhận ảnh, ông Toán chánh giám thị đã căn dặn anh, không được cho nhiều người xem. Vân còn nói, thỉnh thoảng bà chị vẫn gửi cho anh mỗi lần 500-600 franc đến thẳng bộ công an. Nhưng do điều kiện ở trong tù, mỗi tháng chỉ cho tiêu vài chục franc. Vài chục này đổi ra tiền Việt, cũng hơn 10 bạc chứ ít ỏi gì, cho nên hiện nay trong trại, Vân là tay tư bản kết xù nhất. Một tháng hoặc đôi 3 tháng, trại thông báo bán bánh sắn và thuốc lào. Bánh làm bằng bột sắn, ở giữa có một tí mật trộn với khoai lang, làm nhân. Bánh nướng rồi, mỗi chiếc cân nặng 1 lạng, giá mỗi chiếc là 2 hào. Nhiều người chả bao giờ có tiền mua đã đành. Những người có tiền cũng chỉ mua 1 cái, 2 cái,
cao nhất 5 cái là cùng. Thế mà Vân mua cả 20-30 cái. Đôi khi Vân thích ai, gọi vào cho họ 1 cái. Phải nói, trong trại E, Vân có một điều kiện riêng biệt duy nhất. Vân được như vậy một phần do những điều kiện chủ quan. Phần khách quan hỗ trợ theo Vân là ông Toán, thiếu tá giám thị trưởng của trại trung ương số 1. Ông ta cũng chột một mắt như Vân trong chiến tranh 9 năm chống Pháp. Tuy khác nhau ở 2 trận tuyến đối đầu, nhưng lại giống nhau ở chỗ cùng chột một mắt. Nên ông ta có nhiều thiện cảm với Vân. Và lại, Vân chỉ là một phi công đơn thuần, nên ông ta cũng không phải e ngại bị gán ghép là lệch lạc tư tưởng. Một điều rất đặc biệt, có thể do nhiều ngày tâm sự đổi trao nên Vân đã hiểu tôi. Hôm nay bất ngờ Vân cho tôi biết một việc tương đối nghiêm sâu. Hơn 1 tuần trước ngày tôi đến trại, Vân đã được cán bộ giáo dục gọi lên báo cho biết 10 ngày nữa sẽ có một người tù đến trại. Tên này tư tưởng rất phức tạp, lại có kiến thức. Vân có trách nhiệm chuyện trò tâm sự để tìm hiểu tư tưởng của tên tù đó là tôi. Bởi thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi đã được sắp xếp từ trước cho nằm cạnh Vân. Nghe Vân chân thành thổ lộ, tôi đã mở to mắt chăm chăm nhìn Vân. Đây là một vấn đề thật rộng, thật nhiều nghĩa. Đành rằng, ngay từ ngày đầu tôi đến trại, thấy nằm cạnh Phan Thanh Vân kết hợp với những điều tôi đã biết về Vân ở dưới quả lò, tôi đã hiểu nằm cạnh Phan Thanh Vân là có vấn đề. Nhưng quan điểm của tôi đã có từ trước, như một phương châm xử thế, một hành trang luôn luôn mang theo mình trên đường đi tới. Đó là đường của mình đang tiến bước có ưu thế hơn hẳn kẻ thù, là nhân bản, tự do và thấm đượm tình người. Mình đã có cái ưu thế thực tế tuyệt đối này. Tôi lại tự tin ở khả năng biết vận dụng, phát huy cái tinh túy, cái bản chất của thực tế đó. Bởi vậy, đối với người bị quả mù, lệch lạc tư tưởng, làm tay sai, làm lợi cho kẻ thù, hoặc ngay với chính kẻ thù đi nữa, mà tôi phải hay được tiếp xúc, tôi tin tưởng mãnh liệt là họ sẽ phải ngã theo sự thật. Chỉ vì cứ riêng sự thật không thôi, bản thân nó đã có sức lôi cuốn, thuyết phục đáng kể rồi. Nếu biết vận dụng nó chính xác về thời gian, không gian và điều kiện, thì không một ai cưỡng nổi. Sau này có nhiều chuyện thực tế minh chứng. Không phải đơn giản để Vân nói thật với tôi. Điều chắc chắn Vân đã phải hiểu rằng tôi đã hiểu điều kiện và cái thế của Vân. Phải tỏ ra, phải đóng cái vai là người cải tạo tiến bộ. Tôi cũng hiểu nữa rằng trong cái giai đoạn tối tăm đầy lừa lọc phản trắc ở trong tù lúc này, đối với hầu hết mọi người, Vân vẫn khăng khăng đứng ở vị trí của một người thích cộng sản. Vân không cần băn khoăn họ sẽ nhìn về Vân như thế nào. Chỉ gần 2 tháng trời tôi đến trại, tôi sống chân thành. Sự chân thành toát ra từ một sức mạnh tiềm ẩn trong ý chí, đủ quy lực làm tan hết những ngại ngần, dè dặt, băn khoăn trong lòng Vân. Vân cũng hiểu rằng, nếu tôi báo cáo với cộng sản là Vân đã thú thực với tôi, là được cán bộ giao cho nhiệm vụ theo dõi tư tưởng của tôi, thì Vân sẽ thiệt hại như thế nào khi Vân vẫn còn nằm trong bàn tay của chúng. Vậy chỉ còn cần một chút băn khoăn thôi, thì Vân cũng không dại dột gì nói thật điều đó với tôi. Hơn nữa, Vân lại không phải là một người không tinh tế. Tóm lại qua sự việc này, tôi cũng biết rõ thêm là cộng sản đã đánh giá tư tưởng của tôi còn phức tạp. Nghĩa là chúng chưa thể kết luận tư tưởng của tôi ở hướng này hay ở hướng kia sau hơn 6 năm tôi đã nằm trong tay chúng. Vân cũng hỏi ý kiến tôi, vì lúc này Vân đang lo lắng, không hiểu cộng sản có thả Vân ra đúng hạn kỳ của tòa án hay không. Vân đã nhìn thấy hầu hết những tù nhân hiện nay đang ở trong trại. Án tập trung 3 năm gọi là án dây thun thì không kể. Ngay những người có án 5 năm, 7 hay 10 năm mà tòa án cộng sản đã xử công khai đường hoàng, hết án lại bị chuyển sang lệnh tập trung cải tạo. Và những người bị tập trung cải tạo 3 năm đã ở thành 2 lệnh, 3 lệnh. Thậm chí nhiều người đã ở đến lệnh thứ 4 rồi, như anh Hàm, anh Hiển, tu sĩ, Phùng Văn Tại, Thành Xuân Yên, Phản Tuyên Truyền, đang ở ngày toán 2, vẫn chưa được nói động gì đến là tù nữa hay tha cả. Nghĩa là những người này tù từ khi bắt đầu có chính sách tập trung cải tạo. Đã nhiều lần trước, cứ gần đến ngày hết hạn 3 năm, có anh nào dũng cảm dám hỏi cán bộ là hết tập trung rồi, sao tôi chưa được về?
thì luôn luôn được cán bộ trả lời với nội dung. Chánh sách cải tạo của đảng và nhà nước là cải tạo một người có tư tưởng xấu, tư tưởng phản động, truy lạc, bóc lột, trở thành một người tốt. Vậy anh đã tốt chưa? Đến đây ai cũng hiểu, tư tưởng thì vô hình, làm sao để biết được tốt hay xấu? Giả lại, một người mà bị bới tìm thì ai mà chẳng có cái không tốt? Tóm lại, đây chỉ là một cái chốt để cộng sản muốn giam hay thả là tùy theo họ, chứ không phải do người tù cải tạo tốt hay xấu. Vậy thắc mắc hay hỏi cán bộ đều không giải quyết được, mà còn bị quy thêm cho cái tội tư tưởng còn ngoan cố, không tin đảng, dám thắc mắc với đảng. Bởi thế, bây giờ ai cũng ngậm miệng, dù hết án hay hết hàng tập trung. Dân đã nhìn thấy hết như vậy, cho nên làm sao mà yên lòng được? Dù sự hiểu biết của tôi về sự nham hiểm dã man đầy thủ đoạn của Cộng sản trong lĩnh vực giam giữ và trị người chưa nhiều, hay còn nhiều hạn chế, nhưng riêng trong trường hợp của dân, tôi đã nhìn thấy một cách vững vàng. Chúng sẽ phải thả dân ra đúng với hạn kỳ của án xử. Tôi đưa ra những yếu tố cụ thể với dân. Vụ án của dân đã được viết lại và xuất bản thành sách có nhiều công luận biết đến. Trong bức màn sắc, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỗ của chủ nghĩa cộng sản độc tài khát máu đàn áp, tiêu diệt những gì phi cộng sản, bên ngoài không ai biết hoặc chỉ biết mơ hồ. Nhưng chuyện của dân có người chị ruột ở Pháp, cộng sản đã cho liên lạc gửi tiền thư. Chúng nó đang rất cần dư luận ở Pháp để tuyên truyền bịp bợm với thế giới. Dân chỉ là một phi công đơn thuần, không hề được đào tạo về nghiệp vụ tình báo. Gia đình không có nợ máu, đối kháng với cộng sản. Xét kỹ, tha dân đúng kỳ hạn, chúng sẽ có lợi hơn nhiều lần là giữ dân. Do đó, có thể trong điều kiện chiến tranh như hiện nay, chúng sẽ không thả ai dù hết án, nhưng chúng sẽ thả dân. Tất nhiên, trong hoàn cảnh đất nước chia đôi, chả bao giờ chúng lại thả dân về miền Nam hay sang Pháp, mà chúng sẽ đặt một hình thức giam lỏng ở một địa phương nào đó. Giả lại, với điều kiện quản lý người dân ở miền Bắc lúc này, tha dân thì cũng như đem từ cái lòng nhỏ bỏ ra cái lòng lớn mà thôi. Dân ngồi nghe tôi trình bày những ý kiến như thế, mặt sáng dần rồi tươi hẳn lên. Niềm lo lắng đang nặng trĩu trong lòng dân hình như được dời hẳn. Tôi hiểu rằng thông thường việc người thì sáng, còn việc mình thì quán. Chẳng phải là dân không nhìn thấy và hiểu như vậy, nhưng đôi khi sự việc của chính mình lại không nhìn ra, trong khi người ngoài nhìn vào thì lại rất rõ. Tôi ngồi nhìn dân đang chúm chím môi thả một làn khói thuốc xám xịt, nhỏ tí, ngồng ngoèo, tan loãng dần vào ánh sáng xuân đã ngã chiều. Mắt dân đang lơ đãng nhìn dương ra phía bên ngoài hàng rào nữa, về một phương trời xa xôi. Hẳn rằng dân đang vấn vít thả hồn về những cảnh đời ngày mai khi được thả ra ngoài trại giam. Hình ảnh ấy của dân cũng làm cho lòng tôi bâng khuâng chạnh nhớ đến cái đời riêng của mình, còn đang mò mẫm trong con đường tăm tối dài lê thê biết đâu là cùng. Hồn tôi còn đang thả vào cõi bồng bềnh ngược xuôi. Mắt tôi chợt nhìn xuống một bàn chân của dân. Một ngón út bị cụt sát đến bàn chân, kéo theo một cái sẹo dài ngòn ngoèo trên mu bàn chân. Tôi liên tưởng đến câu chuyện còn bỏ dở lần trước, do đó tôi lôi hồn dân về thực tại. Ồ, ngón chân út của dân bị cụt từ hồi nào thế? Tôi vừa hỏi, vừa chỉ vào bàn chân có cái ngón cụt. Dân quay lại tôi cười, môi dưới hơi về xuống nên cái miệng méo hẳn đi. À, bị cụt ngay hôm máy bay rơi đó. Rồi như một nỗi niềm đã chìm lắng trong đáy lòng được khơi dậy, dân sôi nổi hẳn lên. Mình có biết không, suốt từ ngày máy bay bị bắn rớt cho tới nay đã gần 7 năm rồi mà tôi vẫn còn lạ lùng về cái ngón chân cụt này. Tôi ngạc nhiên vì không thể suy đoán được tại sao nó bị cụt. Tôi nhớ lại hôm đó họ khênh tôi về đặt trên một cái sân gạch của hợp tác xã thì phải. Rồi có lẽ thấy tôi bị thương tứ tung, máu ra nhiều quá, nên họ cho cáng tôi lên ngay nhà thương của tỉnh. Lúc này tôi đã hơi tỉnh, sau khi được băng bó tạm thời. Tôi được biết cả một trong mắt của tôi bị lồi ra nên họ đã cắt đi rồi. Mặt, tay, mình mẩy nhiều vết thương. Riêng về chân tôi, theo bác sĩ và y tá ở đó, họ cũng ngạc nhiên.
Bởi vì khi khanh tôi đến bệnh xá tỉnh thì hai chân tôi vẫn đi giày. Do đấy họ chỉ chú trọng chữa, sức thuốc, buộc băng những vết thương ở mặt và tay thôi. Cho tới khi họ tháo đôi giày ra thì một chân của tôi be bét những máu và ngón chân út đã bị đứt rời ra. Cái lạ là đôi giày vẫn còn nguyên. Chính tôi khi tỉnh hẳn vẫn còn được họ cho xem đôi giày trước khi đưa về phòng lưu trữ tài liệu, chứng cớ để ra tòa xử sau này. Viên tóm tắt cho tôi biết sơ lược như sau. Khi máy bay bị bắn rơi, đã bị đứt ra làm đôi, nửa đầu bị cắm ngập xuống một thửa ruộng cói. Còn nửa đuôi thì nằm chổng kềnh cũng trên một thửa ruộng cói khác, ở cách đó hơn 300 thước. Xác chết, người bị thương, vật dụng văng vãi, rải rác tứ tung trong một đường kính hơn 1 cây số. Những người chết không kể, ai còn sống sót cũng đều bị thương. Thiếu quý Khánh bị thương nặng nhất, vì vậy cho tới ngày ra tòa, Khánh vẫn không thể ra được. Bởi thế, phiên tòa xử chỉ có Vân, Đinh Như Khoa và Phạm Văn Đăng mà thôi. Lắng nghe Phan Thanh Vân kể sự việc của anh, tôi thấy rõ anh là phi công trưởng, còn Trung Quý Thích là phụ. Ngược lại, trong cuốn C-47 điệp vụ xâm nhập miền Bắc mà Cộng sản đã xuất bản, thì Trung Quý Thích là phi công chính, Vân là phi công phụ. Điều thắc mắc này tôi đem ra hỏi thì Vân hơi cúi đầu, trả lời hơi chút ngập ngừng. Đằng nào thì anh Thích cũng chết rồi. Tôi nghĩ khai như vậy tôi sẽ nhẹ tội hơn. Nghe Vân trả lời như vậy, tôi chưa thể thỏa mãn nên hỏi tiếp. Ồ, làm sao được? Chấp pháp hỏi cung có phải Tây Mơ đâu. Còn các anh Khoa, Đăng nữa, chúng là mọc hay sao mà lại không biết khai thác những mâu thuẫn riêng biệt từng người. Vân nói nhỏ hẳn lại khi thoáng thấy bóng một anh toán năm đi qua. Thực ra vấn đề chính hay phụ không quan trọng lắm. Và lại khi bàn giao nhiệm vụ này cho anh Yên, anh Khánh, anh Thích và tôi, anh Yên, anh Thích đã chết rồi. Anh Khánh lại còn không nói được nữa, nên tôi mới qua mặt chúng được một chuyện nhỏ đó. Chứ tôi thừa nhận chấp pháp họ tra hỏi, khai thác không thể hoặc rất khó giấu giếm gì được họ đâu. Ngồi nghe Vân nói đến đây, tôi chợt nhớ lại Đinh Như Khoa, điệp viên bị kết án 15 năm. Đầu năm 1962, một buổi ra cấp để phơi nắng với Hoàng Công An, tôi mở radio Bắc Đại miền Bắc nên đã nghe được buổi xử. Vì vậy tôi hỏi Vân. Còn anh Đinh Như Khoa, hiện giờ Vân có biết ở trại giam nào không? Anh Đăng nữa. Nghe tôi hỏi thế, Vân lắc đầu quậy quậy trả lời. Riêng về anh Đinh Như Khoa đó, sau ngày xử tôi không hề biết anh ở đâu nữa. Trường hợp anh Phạm Văn Đăng, thợ máy bị kết án nhẹ nhất là 5 năm. 2 năm trước, một buổi tôi được gặp một ông cán bộ của bộ từ Hà Nội lên đây để hỏi lại tôi một số việc. Để thăm dò về ngày kết án của tôi có hỏi về anh Đăng thì được biết hơn 3 năm sau, kể từ buổi xử án đó, Đăng vì yếu sức quá nên đã bị bệnh và đã chết rồi.